TC88 Audio xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc. Thưa quý vị và toàn thể các bạn thân mến, thì hôm nay TC88 Audio lại phối ghép bộ karaoke có trị giá là trên 20 triệu đồng. Thưa quý vị và toàn thể các bạn thân mến, bộ karaoke này bao gồm loạt đeo nít với mắt 30, một chép kèn titan và cụ đẩy Q70. Trong rất nhiều video lần trước thì TC88 cũng dùng cụ đẩy Q70 để tác loa, và đặc biệt là chiếc vang số X5, chiếc quản lý nguồn DBX SR328 và đặc biệt là chiếc mic K7. Thưa quý vị và toàn thể các bạn thân mến, thì bộ karaoke này có giá trên 20 triệu đồng. Chúng ta đến gần hơn với bộ karaoke này. Chiếc mic K7 này, thưa quý vị và các bạn thân mến, đây là cao cấp, quắc trang bị quắc tinh thể lỏng và rất là đẹp. Và đặc biệt chiếc quản lý nguồn SR328 này tắt mở từng kênh riêng biệt. Đây là hàng công ty, như vậy nên cái độ bền của dây rất cao, quý vị và các bạn không so sánh với những hàng ngoài, quý vị và các bạn nhé. Thưa quý vị và các bạn thân mến, có cả cổng kết nối USB, chúng ta sạc pin điện thoại rất là tiện. Và đặc biệt là tắt bật từng kênh này thì ta không dùng cái gì, ta có thể tắt bỏ từng kênh một riêng biệt một. Và cụ đẩy Q70 này, trong rất nhiều video lần trước thì TC88 đã giới thiệu quý vị và các bạn ơi, sử dụng 40 sò và công suất rất khỏe, đánh được nhiều dòng loa khác nhau, tiếng sạch sẽ, chi tiết. Trên vào số X5 thì cũng quán tên tuổi nổi tiếng rồi. Và đặc biệt là đôi loa đeo nít với bát 30 này thì hàng bãi nhưng khá là đẹp. Mặc dù nó cũng có một vài cái trượt chạc khi chúng ta vận chuyển, nhưng mặt mũi của nó thì khá đẹp, quý vị và các bạn nhé. Khi ta mua hàng bãi mà đẹp thế này thì cũng rất là khó. Một bát 30, một chép kèn titan. Không miên man nữa, chúng ta đến với phần test âm. Thưa quý vị và các bạn thân mến, bộ karaoke này có giá trên 20 triệu đồng. Quý vị và các bạn nào có nhu cầu về bất kỳ sản phẩm âm thanh karaoke nào, liên hệ ngay với TC88 Audio với hai số điện thoại là 0853678688 và 0839658688. Và cho đến với bài hát Cảm ơn để tác bộ karaoke này. Này là cánh thư nghiêng nghiêng nét chữ cô em hồng tròn. Này là bánh trưng mẹ già từ tay gói gửi cho con. Này là mang chút tình hậu phương thương mến. Ngồi đọc lá thư đơn sơ tha thiết văn chương học trò, nhìn tập bánh chưng mà lòng chợt thương mẹ già xa xôi. Mặc vào áo len sao như tôi nghe trong hồn chơi vơi, xuân đang về trên khắp đất trời, nhưng tất cả xuân lá ở đây. Tôi xin cảm ơn người, cảm ơn anh.
đã đem đến phương lòng ấm đến với linh. Cảm ơn ai khi xuân về vui thật là vui, không quên người sương gió phương trời. Quý vị và các bạn đang nghe bộ karaoke TCM85 phối ghép. Quý vị và các bạn, chúc hẳn quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn có bất kỳ nhu cầu nào muốn phối ghép tư vấn về thiết bị karaoke cao cấp chi tiết chuyên nghiệp thì hãy liên hệ ngay với TC88 Audio với hai số điện thoại là 0853678808 và 0839695. Video tác bộ karaoke này đây kết thúc. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn, hẹn quý vị và các bạn vào những video lần sau. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.